Đi công chuyện không có nhà, ra ông xã mình ở nhà làm món Mexican nè mọi người. Món ăn của người Mẽ mọi người. Đấy. Nó có rau sống nữa nè mọi người. Đây ông xã mình lại mấy bánh nè. Mấy taco bánh nè. Cà chua này mình cũng có thể ăn thêm phô mai vô nữa mọi người. À, bên ông xã mình nói làm hai món mọi hai vị mọi người. Đây là vị của burrito mọi người. Còn bên cái phần bên đĩa bên này là ông mã mình nói vị của taco mọi người ạ. Đó. Nhìn nó ngon mọi người. Này nó có cái đậu. Đấy đậu đỏ nè. Ê paprika bắp này mọi người, nấm nữa mọi người. Ngon lắm mọi người. Thôi mọi người cùng vào bàn với gia đình mình nha. Xin chào mọi người. Xin chào Phật ơi. Xin chào cả nhà. Nay mình đi, mình bận rộn, mình đi công chuyện á. Mình không có nấu ăn, cái ông xã mình ở nhà đó làm món quế đi à Bob? Mexican food. À, hôm nay ông xã mình Mexican. Làm Mexican, món Mexican của Mẹ các mọi người. Taco, burrito. Ông xã mình nói là có hai cái vị, một bên là của burrito và một bên là của taco. Nó có mỗi một bên nó có mỗi vị ngon ấy. Mình ăn chung với lại cái bánh này tròn với taco nè mọi người. Đấy, cả cà chua, rau sống. Ơi, mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình mình nha. Ok, vô. Ok, chúc sức khỏe. Yo. Sức khỏe. Ông bị cột. Mọi người sức khỏe nha. Xin mời mọi người. Ngon lắm. Đấy, bây giờ mình ăn, mình cuốn, mình lấy một cái miếng bánh như vậy nè mọi người. Lâu rồi mình không có làm video á. Hơn tuần nay mình không có làm tại vì mình bận công chuyện mọi người. Nên hôm nay sẵn tiện ông xã mình nấu món. Ông xã mình làm món mình ăn á, làm món Mẹ Mexico á, xong rồi sẵn là mình làm video luôn mọi người. Làm video để tâm sự với mọi người. Đấy, mình cho rau sống vô. Và mình cũng có thể cho cà chua vô nữa mọi người. Mà cà chua ông xã mình để nguyên trái ha. Đúng. Mình cuốn vô. Đúng. Món ăn của Mẹ cũng đơn giản mọi người ạ. Thank you. Mình cuốn xong rồi. Ik wou niet storen in het. Mời mọi người nhé. Wat was dit nou ook alweer? Burrito of taco đây à? Hả? Đây taco. Taco. Oh. Nhờ mọi người ra. Dạ, sao nhanh bên này chứ? Ông xã mình ngồi á, lúc mình làm ngồi em ngó không bị ngon vấn được. Ik moet even. Let's go to the kitchen. One moment. Ngon mọi người. That was quick. Okay. Nó lâu ăn món này cũng ngon. Nên mình bây giờ bây phô mai vậy, bây sauce vậy kìa. Món này ông xã mình có là có cái đậu đỏ mọi người, xong rồi cho bắp, cho hành, với lại ớt chuông Đà Lạt đó, cái ớt chuông Đà Lạt cho vào. Nấm với gia vị của Mexican cho vô nữa, rất ngon mọi người. Nó cao vô lo chứ. Vậy kìa. Ngon. Vì ít nó cao chứ mẹ ta cơ, nó phân người đi đâu. Rất ngon. Có phân người ta cài quá. Nếu. Tình. Này tình mình. Đúng. Ông xã mình không biết nấu đồ Việt thì biết đồ Tây không nấu được mọi người ạ. Ngon. Không cho lau được.
Nó cần nướng giòn lên không? Mình nghe nói Việt Nam gần như mấy ngày nay á, VIP nó ngọn mọi mọi người về cây xăng mọi người. Xăng lên giá cao rồi đóng xăng, có nhiều tiệm xăng đóng cửa, không mở cửa, không có xăng đổ, tới đổ xăng phải xếp hàng dài. Nó đổ mà đổ không được đổ đầy bình, đại ba đổ được tới 30.000 phải không mọi người? Bên này thì ở bên mình thì xăng nó lên nhưng mà chưa đến nỗi mà phải là đóng nhiều cây xăng đóng cửa mọi người. Giá xăng rất là lên cao nhưng mà nó không có, chưa có đến nỗi phải đóng cửa. Mà mình nghe là ở bên Pháp nó cũng có nhiều cây xăng đóng cửa mọi người. Nam mô kỳ sư sư phơ. Ông mẹ chị cho. Sư phơ. Nè, vợ cà. Goh, zo lekker zeg. Wat leuk. Nou, ik heb een kleine lepel. Wil je er een beetje kaas bij doen? Aan de hand, mooi hoor. Klein beetje. Voor straks, hè. Zoals je kaas zegt trouwens. Zo, hoppa. Nee, maak wat dan. Nee. Đúng rồi, gấp vô bạn. Đúng rồi. Cái xe post bật kết đấy. Ốc xe. Đấy xe. Ốc xe nào. Bật kết đi. Dạ. Dạ, hơn. Đây là xe hơn chỗ đó. Zo, die kan ik de rest van mijn leven eten, iedere dag. Dat zeg je altijd. Ja. Zeker. Nou, jij niet. Anh phải uống cola nó mới ngon mọi người. Maar ik zal wel. Anh sẽ mình nói với anh. Ngày nào cho anh này cũng được. Mình cho vô xong mình cho rau vô mọi người. Đó. Mời mọi người nha. Số 1. Break now. Break now. We are here all. Here's the ăn cái taco như ăn vậy hơi khó mọi người. Như vậy ngon hơn. Nó giòn á. Chú chú mãi chú. Nó rất 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 rất. Chú chú. Nó chú mãi chú. Rất chú. Ja, dat proef ik ook wel. Dat proef je ook wel, hè? Ja. Die zijn echt niet lekker. Die bruine bonen. Die bruine bonen. Ja, die horen het toch echt in, hoor, bruine bonen. Nou, zijn gebruine bonen. Paarse. Kidneybonen. Dat is het verschil tussen bruine bonen en kidneybonen. Kachubi, mọi người. Kachubi bên này rất là ngon, mọi người. Zullen we even ruilen? Jij die? Jij die? Even ruilen?
Hiç zor. Sen çok yapma. Neyin şu lan gobel? Ja, maar dan moet dus niet netjes voorlangs. Dan moet ik iedere keer voorlangs. Wil zij net afnemen, dan kom ik weer. Zie je? Het zou niet netjes zijn, hè? Het zou toch niet. Nee, doe het toch niet. Dan heb je het al. Dan bijt je toch gelijk je hand. Nãy giờ mình thử cái taco rồi giờ mình đổi qua mình thử cái burrito mọi người ạ. Giờ mình đổi qua bên phía ông mình burrito. Cái taco thì cái vị nó đậm đà hơn, nó màu của nó nhiều hơn. Màu nó đậm hơn. Hơn là cái burrito này mọi người. Mà cái pan của kia. Đấy là mình cho vào mình chơi mình cuốn nó giống như là ăn gỏi cuốn Việt Nam mình mọi người. Dit is iets, hoe noem je dat scherp? Mọi người nha. Ja. Iets scherp. Nghĩ mà ăn bên nào vậy? Dạ, dạ. Thử này ra. Hai vị nào không mọi người? Em kể đi nó, em kể đi anh không biết sốt. Nước cá sẽ rộ. Cái chua bi không ạ? Anh chỉ creative lên kìa hả? Ông cá không có sao lạc ra sống à? Dạ bà. Ja, ik heb net al twee op mijn slag. Ik heb nou echt eentje zonder. Echt niet. Ik doe maar één zonder nou. Want, Ja, ons aan nu moet je een trouwens houden, maar. Nou, je hebt mijn bord lekker hoor. Dat vind ik niet leuk. Het chua rất là ngon, mọi người. Nou, eentje op de taco. Is ook goed gelukt. Eén keer op de taco. Niet zo goed, maar vroeger hoor. Ja. Taco, taco. Nou, maar hè? Taka. Goeie whisky weer vandaag, vind je niet? Goeie whisky. Cái vị burrito nó hơi cay một chút mọi người. Nó cay hơn cái taco một chút. Nó khoảng cay mấy hả? Vừa vừa thôi. Đúng không? Nếu cho mình chọn thì mình chọn cái taco ngon hơn. Bạn bạn mà đợi cho cái này thôi. Ê, đó là mà em ít chứ rồi. Hoe smaakt ze nou dan? Vieze bonen. Nee, was maar. Ja. Vieze bonen. Nou, maar. Ja, vieze bonen. Smaakt naar bonen. Ja. Volgende keer doen we in de chocoladesaus. Nee, dat doen ze altijd bij spruitjes. Ah, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Bij spruitjes, ja, gingen ze aan de stok. En dan chocolade smelt, en dan nemen ze daarin. Serieus? En dan eten die kinderen dat. Waar? YouTube.
Omdat die kinderen niet graag maar groenten willen eten en ze eten te veel snoep. Dus ja, moet je met chocolade doen, dat vind ik lekker op. En ze zei nog, eeuw. En eens zei nog lekker was. Maar bruine bonen is lekker met chocolade, echt waar. Mưa cả tuần đó mọi người đang ngồi mưa. Việt Nam đang nỗi khổ về về xăng không có xăng đổ thì chứ còn ở bên này đang nỗi khổ vào mùa đông mọi người rất là lạnh. Người ta sẽ không bật nò, được nò sưởi tại vì nếu bật nò sưởi á nó giá nó lên cao á, giá ga nó lên cao lắm mọi người. Nên mùa đông năm nay rồi, chắc có nhiều nhà không có bật nò sưởi đâu. Tại nó lạnh á. Nó lạnh mà giá ga thì cao người ta sẽ không bật. Ta sẽ chịu cố chịu khó mặc quần áo dày lên một chút nữa. Đấy, mùa đông năm nay là bên châu Âu là chết đạn đứng đó mọi người. Nào ba, you can tell you feel good. No, she's sure, I know my good next year, Lord, she. The bus can only do it. Anh này uống cola đúng bài đúng không mọi người? Mình cũng phải cho lên vậy cũng được nè. Thế mình cho nấm rau lên. Ngọt quá. Cho mọi người xíu ingredient. Mọi người, bỏ miệng nhé. Hé, hey, wat zijn we al vergeten, weet je? Taco chips met de saus. Zijn we nog vergeten? Zak met taco chips. Ja. Ik dacht dat jij wel aan denken, maar je hebt er ook niet meer uit. Hè? Er is nog een pannenkoekje. Welke? Onderste. Nee, welke? Nou, we leggen er twee. Ja, één, twee. En, een pannenkoekje gebruikt, toch? Oh, een pannenkoek. Een schietschuif van de kermis. Ja. Een beetje gezellig film als je. Ja. Wat is next? Ik neem deze nog een keer. Wat vind jij het lekkerst? Hoi. Video nhà mình đã dài rồi mọi người ạ. Mình ngừng video ở đây nhé. Ở đây xuống. Sao ông xã mình ăn tiếp, sao tự nhiên cứ hai cha con này ăn này cứ quẩn. Hẹn mọi người video mới tiếp theo nhé. Mọi người nhớ đăng ký nhà mình. Đăng ký. Hơi bị cay. Xin lỗi mọi người. Nhớ có thương gia đình mình thì nhớ nhấn like cho gia đình mình. Like đâu? Và nhớ đăng ký, chia sẻ, nhấn chuông nha mọi người. Xếp mà. Ring the bell. Subscribe. Share. Push the notification button, please. Thank you for watching. Ông xã mình nói là cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và mọi người nhớ đăng ký, nhấn chuông, chia sẻ nha mọi người. Tạm biệt mọi người nhé. Hẹn mọi người video mới tiếp theo. Bye. Bye mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Vui vẻ. Bye bye. 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 Bye.